một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối buông cao, là tiếng dê lên áo đó anh, đó
tôi vui sướng đi. Thank you.
nhắm mắt theo chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, dần từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu.
chủ hộ quỳ kiền thiền khởi thân lễ hương linh tam bái. Bình thân dài quỳ dưỡng chi tình để riêng trai tam liên hà thanh công ba đức lợi nhân tiên pháp giới quảng hiển viên diệp tội tiểu tiên qua diệm quả hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô đại bi hồi đường phật bồ tát, nam mô đại bi hồi đường phật bồ tát, nam mô đại bi hồi đường phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn đường ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô a di đà.
bản thân lời. Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sáng giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trang. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn thêm, truyền thế sự nơi chân. Sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai trái chủ hộ quỳ niệm hương, đốt nén tâm hương thâu tận trời xanh, hô cao tâm con bốn nguyện lành, trên khói hương này chân Phật ngự. Trái chủ tất lòng thành, trái chủ tiền điện khởi thân thượng hương. Rồi vừa xa cấm gì thành kính gửi theo đám mây hương, thủ phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Chúng đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới, chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố kiến tu học vững bền, xa bề khổ nguồn mê sớm quay về bờ giác. Tấu vì Nam Diêm Bồ Đề Việt Nam quốc Tiền Giang tỉnh Cái Bè huyện. Gia đình tăng chủ có thiết lễ thành thục phát tang cập tỳ siêu cho hương linh Cao Bình quận Tinh, Phạm Thị Cúc Mơn Xanh Bính Tý Niên
Hường Thọ pháp danh Ngọc Công, Hường Thọ Trần Thế, 85 tuổi tử ư, ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý. Nguyện vong linh được nhường thừa Phật lực thánh pháp nhân kinh đốc xã Mê Đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử không bay ngưỡng tâm mình lễ Nam mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quả Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm mình lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Chí Văn Lư Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Hổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hồi Tượng Phật Bồ Tát. Di tâm thành lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Á Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Giai chủ hộ quỳ điểm hương tử sanh lại phải đi qua, đi mãi những ngày chưa đến nhà, lên xuống ba đường trong sao hẻo muôn qua, cần phải niệm Di Đà. Giai chủ thượng hương tiền khởi thân lễ hương linh tam bái. Điện thoại để cổ thử thị giả bát công đức thì tự thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp câu tỳ lô qua tạng giới cá chung vô sư bất siêu lưng tẩy bất thầy thị bất tẩy thấy nhiều cực pháp thân trần quất nhiệm trần khoảng thoát tự kỷ nguyên trừ sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô trượt quê thanh phàm huyền tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nước biên si phan tinh viên cậu quê tận quyên trừ linh thử đàn tràng tất thanh tịnh nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát ma ha tát. Hoàng Thiên Chiêu Giám Nhật Nguyệt Chiêu Lâm Trai Chủ Thành Tâm Cử Tan Kho Bọc Cùng Lao Cốt Dục Phụ Mẫu Sanh Thành Thập Niệm Hoài Thai Tam Niên Nhụ Bổ Nguyện Dông Hồn Siêu Sanh Tịnh Độ Nghĩa Phục Chí Nhân Cá Phục Kỳ Phục Thọ Phục. Tiểu tai kia thường thần chú nhắm mò tham chúng ta nội tạng dũng ma quán ca đà chư la mừng ấm đắc biệt tán kê hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bác ra nhập bà ra bác ra nhập bà ra đề sắc xa đề sắc xa sắc kỳ đị sắc kỳ đị ta vấn cha ta vấn cha nước mì ta vấn mì về ta bà nằm mò tham mãi ra một bà nằm ma quán ca đà nhập bà ra chư la mừng ấm đắc biệt tán kê hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bác ra nhập bà ra bác ra nhập bà ra đề sắc xa để chắc xa sắc khi bị sắc khi bị ta muốn cha ta muốn cha nhưng người ta không được về ta bà nằm một ta mắng ta mẫu đà mẫu ta bác ca đề hà ra xa la mừng nắm ra kịp ta ăn thê hồng hồng bổ bà ra nhập bà ra bác ra nhập bà ra để chắc xa sắc để chắc xa sắc khi bị sắc khi bị ta muốn cha nhưng người ta không được về ta muốn gì về ta bà tiêu tai thần châu hoa chí diệu chi linh thước tinh chùa bảo thương linh đại chúng đắc hòa bình la khế kim linh án diệu quá kiết tường nam mô tiêu tai giác kiết tường bồ tát nam mô giác kiết tường bồ tát ma tát thành phục phát tan ba trai chủ kiệt tan chủ kiền thiền lễ hương linh tất tứ bái. Tay mở lối về
qua đã tỏ lòng mình thấy Phật, muôn đời thoát khỏi chân bờ mê, ban chủ thượng hương. Xa xa rồi nè. Xa xa rồi. Cấm được, cấm. Truyền thiền khởi thân lễ hương linh tam bái. Trong ngọn văn vai chiều thịnh vai năm Nam Mô văn vai tập Bồ Tát. Nam Mô văn vai tập Bồ Tát. Nam Mô văn vai tập Bồ Tát. Ma Ba hướng về thịnh nhất tâm tụng thịnh ưu minh giáo chủ con tìm tất địa ngọc môn khai trường đủ châu như tiền đường lộ thâu đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn địa tạng vương bồ tát tiếp diệu phật dị dòng chánh tiên hiện linh cao bình dụng thanh pháp danh ngọc tâm ngân thành đinh tí niên hưởng thọ trần thế 85 tuổi tử ư ngày 3 tháng 12 năm canh tí di nguyện dòng hồn lai đao đàn tiền thọ tài hưởng thật hướng quê thịnh an tiếp chịu phục vì dòng chánh tiên hiển linh cao bình quận tánh phàm thị cúc pháp danh ngọc công ngân sanh đinh tí niên hưởng thọ trần thế 85 tuổi tử ư ngày 13 tháng 12 năm canh tí chấm sơ thần khỏi thân lễ hương linh nhị bái. Rồi quỳ hai lại dạ. Chấm đất thì lát thì chấm ba dạ, dạ. Bình thân giai quỳ che già bảo bọc đám mặn non hoàng dưỡng núi con chẳng mỏi mòn già nay tuổi lão mẹ già đành dịnh biệt con ban chủ thiền thiền cha chăm nhị thần bình thân giai quỳ sanh diệt quy tử diệt quy sanh tử mang kỳ ư đại hạn hiệp tụ ly ly giết tán tù mạng tại hồ thiên tan chủ kiền thiền cốt cung tấn và cải phản thành tâm bao hiếu còn quỳ mẫu thân nay đã biệt ly dương trần còn chưa đáp được mười
ân mà nay mẹ đã qua phần còn đau nhắc tôi thêm thảm thêm sầu làm con chưa chọn được câu sanh thành lòng con thương nhớ thở than cơm dân một bát mà giải gian mẹ về đây bát cơm bày nặng ước mong mẫu thân ơi đây ngọc với đây lòng đây tình còn đông trong thương nhớ ơn nghĩa sanh thành các con cháu chả chưa xong dâng chén cơm lên mà nước mắt lại tuôn trào nhớ lại gia đình và đớn đau mới hồi nào mẹ trước con sau mà giờ đây mái nhà xưa vắng bóng mẹ hiền nay con thảo cháu trước án tiền mà tuổi lệ tuôn rơi dâng chén cơm này mong mẫu thân chính giám hiến phản này để gì vậy? Thần lễ hương linh nhị ba bình thân giai quỳ lục năm mô đà phật ba la bà lầu di đen ra bà ra tam bà ra hồng nam mô đà phật bà lầu di đen ra bà ra tam bà ra hồng nam mô đà phật nam ra bà lầu di đen ra bà ra tam bà ra hồng nam mô đà phật na na bà lầu di đen ra bà ra tam bà ra hồng nam mô tố lô bà giang bình thân giai quỳ phước lâu giai chủ lời cặp vong linh dĩ kim ngân thần quá đất cái tiền bạn Dạ, rồi để con lấy.
Thank you.
thanh văn phạm dương đế tứ thiên dương bát bồ pháp thần vương nhất thiết thiện đồng thì chứng minh tông đức kỳ nguyện tư thời chúng con cung đối phật tiền vị khẩu đồng âm húng tụ kinh Di Đà cập niệm phật đem công đức này hồi hướng cập kỳ siêu cho cánh ký của nguyện thất tổ ngoại lực đại tâm thanh tịnh túc ba đề kinh vương tự ngồi cầu siêu cho hướng linh cao bình quận tánh phàm thị túc pháp danh ngọc công quân thanh bính tý niên hưởng thọ trần thế 85 tuổi giáng sanh ngày 3 tháng 12 năm canh tý miền dông hồn được nghe kinh kệ giáng sanh về miền cực lạc nhất thành thường đạt giảng tội băng tiêu nguyện cho vong linh phạm thị cúc đắc độ cao siêu cầu cho trai chùa tán chủ bình an lời lạc thọ nguyện năm thiên lần nãy mà thành pháp giới chúng sanh gai cộng thành đạt nước
mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng như thắm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi, đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tuổi thân còn khờ nọ đôi biết nhớ ai, đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao năm tháng xưa quay về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng như thắm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi, đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ. Dòng những ngày đắng cay
cho con gái cả đôi vai thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xác ơi, nở đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển xa xao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Để bệnh không có quay. Quay ai mà không quay mình. Ngồi nhậu đi con lắm, nhậu lắm đầu quay nữa. Bây giờ mấy mày đúng ra quay à. Con mới uống hả? Mới uống hả? À, mắt nha mày. Mới qua đó. Vậy chào bạn đi. Vậy tôi anh đi. Chào bạn. Nãy em kia tôi qua tiếp, bây giờ tôi chào bạn. Vô. Giờ uống này nó là chỉnh ngủ nữa. Cái bệnh là nãy giờ ủa không đúng. Mà
phúc phẩm danh ngọc công nhất về tánh hồn về con thánh bình tỷ niên hưởng thọ trần thế bác thập ngũ tế giảng sanh tánh tỷ niên tâm nhi quán thầm tam vật con gánh mẹ đừng can sợ khi mẹ mất buồn mất.
bằng gánh hàng cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sống xa khơi, nở đâu lá rụng tội ngày gánh sao. Mẹ trời bao la cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cơi, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biển giọt giàu, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con.
nằm nghe nắng buồn rồi xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ con. Mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, còn đâu mẹ chờ cô, mẹ chờ cô, mẹ chờ cô. Thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
lòng buồn miên man. Bây giờ con về thăm quê, kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi. Nhìn hàng chuối già còn tô bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông.
Gia đình ân thịnh quyến thuộc thọ phước hương ninh sở cầu như ý vạn sự kiết toàn. Kế nguyện tam công đức bạc tiên kỳ siêu linh cứu quyền thấp tổ. Nội ngoại lực đợi gia tiên. Cha mẹ nhiều đời bà quán trăm họ nhiều kiếp. Cùng quan tâm đời nay và nhiều đời nhiều kiếp của hương linh phạm thị cúc bất danh ngọc công và ca các dân linh ngũ vị vô danh ngũ danh vô vị nam nữ thập lỗi cô con siêu mồ lạc hóa trong cuồng duyên tục đất này thưởng thờ phật lực lai đáo phật tiền nghe kinh buông bó vạn đường mê chống quay về bờ giác
Hồ nguyện âm chư giới hương định giải tốt chi tiên hương. Quang dân minh đài biến thần pháp giới cung dường thập hương chư Phật. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát Kim Thần. Ngày rằm tháng chạp niên canh tí, toàn gia hiếu viên thành tâm thượng thỉnh bái hương nguyện. Con vô lấy ba cái ly nước xe nước sạch có cúng Phật. Thế Phật tam bái. Bồn tân giới quỳ hương chế tận thể biên sai tâm tiền tâm công bạc đứng lợi nhận tiền phạm giới quán tân duyên dễ tối tiêu kiên Nam mô Tánh Luân Địa Bồ Tát. Chư Tam Năng Lễ Nam mô Ta Bà. Chư Tượng Cần Biện Pháp Giải Quán Hiện Vị Lai Tập Phương Chư Phật. Tôn Quán Hiện Tánh Tăng Tôn Trụ Tam Chư Tam Đảnh Lễ Nam Mô Tát Bà Giáo Chủ Hiệu Ca Mâu Ni Phật Lăng Qua Giáo Chủ Diên Lạc Tôn Bằng Đại Trí Văn Tù Tư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Cô Hiền Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Chư Tam Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đạt Bi Tịnh Vạn Ương Linh Quang Thị Cốt Thọ Tam Quy Pháp Danh Ngọc Cần Quán Canh Binh Tỳ Niên Thọ Tế Ban Thập Ngũ Tế Quảng Thanh Canh Tế Niên Nhân Tam Nhị Quạt Nhược tạp tam nhược bên thời quy tây ai đỡ phần Đại bê quang thể âm Bồ Tát Đại tế chi Bồ Tát Đại nguyên đưa tạng vương Bồ Tát Tinh cần đại ngay trường Bồ Tát. Bưng xá nhà nhà Phật thiền tính kinh đăng theo chỗ kiền thiền đảnh lễ tế tôn tế dân linh mẫu thân tam bái. Đại từ đại bi mạng chúng tâm ở đây đại xã tế cường áo an minh di từ nghiêm ma chương đàn chỉ tâm quy mạng lệ nam mô đại bi ơi từ phật bồ tát nam mô đại bi ơi
quê hương Phật Nam. Nam mô Đại Bi Đại Tương Phật. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quang Ngài Đại Bi Tâm Bồ Tát Ni Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình nâng thành quyến thuộc thọ phước hương nâng sở tài như ý bạn thân thiết đời. Kế bạc thêm kỳ siêu lâm tú bất độ nội ngoại lực tử gia thêm. Phật tế đa sanh cùng mẫu cha mẹ ngọc đời cùng bà con trăm tuổi nhiều kiếp. Quan thân đời nay ba nhiều đời cũng cũ bằng bản tỷ phúc. Hồng nam nữ thập lỗi cô hồi ngũ dĩ vô danh nữ danh vô dĩ siêu mộng lạc não trong quân viên cục đất này. Hương thờ quốc lục lai đáo Phật thiền nghe tính buông bỏ vạn đường mê chung quay về tỉnh độ. Họ nguyện âm tiêu dương tới ngày yên hà tân. Hợp với chúng sanh đông thành Phật tử. Tiêu diệt trần thế giới quay lại bao liêm đời.
tỏ linh sàng theo chỗ kèn thèn đánh lễ tế tôn tế vị vong linh tam bái chúng con cầm tâm tiếp lễ trái nghi thần tăng bồ tại gia sư phong tổng ba mạo tôn kinh đi cầu thương cho linh mẫu thân khỏi tâm bồ quang sanh về tây phương quận nguyện dâng hồn mẹ ai giang lâm linh sàng thơ tài ơn tập chừng chiếu tâm lòng yêu tàu của các con vàng trao dâng lên bấm dập cơm canh chúng con tình cùng xin mẹ em linh ai về đó tài nguyện tập nghe kinh tất cả ta bà vãng sanh cực lạc nếu chỗ thượng lớn lên mẫu tâm tâm bái phần tâm gia nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật chiên đàn ai lấy nữ nhiệt nhân nhô gia la tâm nam mô ông văn cái bồ tát nam mô ông văn cái bồ tát ma ha tát cây quang tinh đâu ngộ liên cai dòng giả tùng ông quy cứ lai nhớt niệm qua mai thơ kiên thờ dinh vô bài thờ ăn cái nam mô văn cái nam mô văn lai tầm bồ tát nam mô văn lai tầm bồ tát 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 ôm tâm đề tạng dương bồ tát ma tát ngày cung quan tiếp hiểu một chỉ dâm ngon phạm thị cũng tê lành họ tâm đề quát chân ngọc tâm tán tâm ngon đoàn tâm linh tê họ thấy đoàn thương ba tám mươi lăm tuổi diện vô vào đốt trên ra bốn mươi phút ngày 13 tháng 10 ngày canh tí niên ông thời di chung di mến tờ tam bao gần trong bi một năm tờ nhật kim thời lai năm pháp hội họ tài hướng thực nghe kinh pháp tờ ta bà thiệu tâm tỉnh đâu quan qua tên nơi qua nhất tâm cùng tình là bàn giao tu tỉnh độ đa nam tư tập bạc nguyên độ chúng tình tư văn hà minh đăng vi nhãn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi ngày tiếp kiến một kiện tâm hồn ẩm tê tốt tê lanh tỏ tâm vi pháp cho nên ngọc tâm ngọc tâm minh tiêu niên thọ tê 85 tuổi nhiễm vô vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 13 tháng 10 ngày cánh tê mơ mạng thầu như đây dê em lo bây tâm
bao bắt bồ đề bồ tâm đắc thành vô tướng bao tâm bất vô biên thành vị lai nhất thiết hơn hồng lây bao đàn tiền chúng chiếu tâm lòng nguyện táo quốc các con cháu ở tài ứng phật tinh pháp nghe kinh bất tá tơ mà thiếu tâm tình bao hương hoa tinh sơ tình nhị tinh tâm tĩnh trong linh tái lâm thọ tư hương hoa khổ tinh dường ê linh thư tọ tĩnh kinh ơi tông tứ đại do nhân viên giáo nghiệp lực vô thường công lợi sơ đón viện tăng tống phạm công tầng nhân viên mang trở về quê cùng nếu chỗ trà chấm thơ tầng nếu chỗ trà chấm thơ tầng lễ hương linh mẫu tân về còn tám giây vì nam mô tam bồ tát cô tám nam mô tam bồ tát nam mô tam bồ tát nam mô tam bồ tát hỏi ai cha mẹ ông tâm có ngày cách biệt vợ chồng căn kịch có ngày lìa tình nào khác trên chúng ngủ sáng lại đến rồi mỗi hướng bay thiếu chủ trà tâm nhiên tầng chân nhiên tầng thiếu chủ tiền tầng đánh lễ mẫu tân về bay còn tám giây vì hỏi ơi mạnh căng tăng tựa mấy đồng giờ này mẹ hiền biết phải về đâu âm dương cách trở che đôi ngà nước lệ vào tim con cần nhân cầu nỗi nhà tư giờ ra vào quanh quê đau buồn trời rụng tàn tôi lại mê hẹn còn vắng vắng đâu đây không bao giờ các con gặp lại tháng ơi dân con đấm năm nào ai đâu một phút quân tình đau lòng các con chiều chia ly là nỗi mẹ đi đâu mẹ ơi ông tâm tựa đất đời núi con lao khổ căng đầy vui mở vòng tay nắm đường con tre hướng dẫn cả con đi trong im lặng
xóm con từng nụ cười tiếng khóc. Nếu đi một vòng qua đất trời, người trong mong các con không ai bằng cha giỏi ơi mẹ một con lông là con mưu của cảnh thấy đưa tôi không cho con. Sao để anh sang cũng mẹ ơi đây bát cơm đầy nàng ngước mong, mẹ ơi đây ngọc gọi đây ơi lòng thấy tình còn đông trong ta tiếp ơn nghĩa chân thành các con trà chung con. Bát cơm này chúng con những ngày mong cho mẹ đỡ già rằng mẹ đã tắt nhưng trong con thêm những còn không. Tại từ đây con cháu trong mơ mong nếu chỗ kèm thành cúc cung lên mẫu tâm nhị bối Namo Ajita.
giấc tiếc đang giữa chúng tranh giai tạm thành bất cứ đảo yếu chủ kiền thì cà chấm ngấu tầng cà chấm ngấu tầng yếu chủ kiền thiền đánh lễ mẫu tân tất thành từ bái lại bốn lại tiêu diệt trần thế giới quay lại khỏi liên đời hiện chuẩn thế con tiền như lai ăn thọ chi rồi lại xuống dần xa xa ra.